Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiệp Tiên Vlog nha. Sáng thì cô chú về đây biến rất là đông nha cô chú anh chị. Cái chả buổi sáng nha. Dạ con chào gia đình nha. Dạ An Giang hả? Là mình đi là mấy giờ cô? Đi Bình Dương rồi mới cậu cậu năm rồi lên cho lên thăm cái... Chứ không phải ở dưới là đầy Dương ở qua này. Dạ. 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 Bữa nay mình mới qua sớm ha. Đây là gia đình mình đó hả cô? Mày tài xế. Dạ anh này tài xế. Mà nào ra nào chứ biết chứ này. Dạ. Quyết tâm đi. Dạ. Dạ. Quyết tâm luôn. Phải lên tới đây bây giờ ai nói dạ. Mà đi sớm vậy nó mát không ha. Đó sao lên đây chưa mở cửa tao đi vô mày dạ. Không 5 giờ là mở. 5 giờ là mở. Dạ. 8 giờ chắc không vô được mở hở mấy ha. Dạ. Thôi mình vào mình viếng cậu đi ha. Dạ trong đây. Dạ trong đây nè cô. Dạ. Anh tài xế anh biết chỗ có cây dù. Anh số 67. Anh muốn dặn gì Ngọc? Cái tên gì nè, cái nãy tên gì nè, quá nè nè. Dạ, anh Ngọc. Cái coi dữ lắm. Hằng ngày chắc mấy cô coi xuyên suốt luôn ha. Coi hết cái tối ngày. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn mấy cô cũng ủng hộ mấy anh em ở đây ha. Dạ có nhang cô, ở đây có nhang. Dạ, kìa ảnh đang đốt giùm cô, mấy cô. Mà sao cảm nhận anh xếp lại cái này cho chồng ơi, lấy cái khăn ra giùm em ngay đây nè. Cái chỗ, cái mâm hỉnh này sao có khăn rồi cầm lum thế nào. Thay nữa còn khác chứ không. Thấy không? Với cái đồ này nữa bỏ luôn. Với cái nhang. Nhang hết rồi kìa. Được rồi đó. Đẹp không? Này khán giả về mình cũng giới thiệu cái này mấy cô có muốn thỉnh thì thỉnh ha. Cái này để cho khán giả thỉnh. Mà mình đứng ở cái giữa mình thấy đội hội của cậu ha, nhưng mà đứng ngay giữa đó. Cô có hỉnh không cô? Cô Kinh nè, chú Đại Bi. Dạ. 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 Vậy là nãy giờ mình coi trong nhiều nhưng mà có gặp cô Năm ở ngoài chưa cô? Chưa gặp luôn, gặp, à, chưa có gặp cái thác mỗi lần đi câu là Giang lớn, dạ. Tiền đi câu. Dạ. Nó
hát lần nào mà mình ở quê thì đói khổ lắm. Thì lần nào ông hát là nghe hát của coi cái thác không à, chứ không à, vậy là coi gặp coi trong cánh hát trong đài ha, chứ không có gặp ở ngoài đó là gặp ổng đi vô gặp ổng hát con có đi coi vậy là chị có coi một lần thôi chị có dạ ổng về ổng đi vô gặp đâu lúc đó lâu chưa chị lâu ổng lên hát hồi đó về mà lâu mà lâu có dịp rồi mà gặp. Giáo mẫu với An Giang không con? Không giống ai đâu. Không có mẫu nào giống con, không có mẫu nào giống ai đâu. Ok nhất. Dạ, ok nhất thôi cô ha. Lỡ đáp nó không đáp nào. Mẫu nào là ok gì cô? Chưa biết. Dạ, cô Hành Kim Quệ thì bên đây. Dạ, bên đây đang đẹp. Đó, bây giờ thì mấy cô qua đây để viếng mộ của cô Hành Kim Quệ nha. Bé con mấy tuổi bé? 8 tuổi hả? Học lớp 33 chưa? Lớp hè lên lớp 3. Rồi đang nghỉ hè ha. Con năm á, thì biết một năm, cô biết ông năm không? Biết nghe biết nhưng mà không gà gầm gầm rồi gỗ gỗ đó thì biết. Dạ. Dạ ông Bình Lan kìa, ừ, ông Diệp Lan kìa, ông tên là sang. Dạ không có, cái này là chú Hoài Sa. Đây là một nghệ sĩ không đó cô? Dạ. Nghệ sĩ Diệp Lan chị bắt đầu trong đâu ha? Ai cô? Nghệ sĩ Diệp Lan á. Dạ bên Mỹ á cô. Dạ. Nước ngoài. Dạ Mỹ hả? Dạ. Ai kia hình mới mới dần trong ha. Ờ mới dần nhâm chấm ha. Nghệ sĩ lên nước ngoài hả? Dạ. Khác thì em đừng không có đậu đâu. Ông có đồng tiền sâu dữ hả? Thanh Thanh Tâm đấy. Ông giỏi lắm á, học giỏi. Học hạng mấy? Hôm nay không được lắm. Hôm nay không được lắm, tại lý do sao? Nó chuyện nghiệp cô. Ông giỏi mà không được ngoan, thành ra không có tâm. Chuyện nhiều, thường thường là những không luôn á. Con nói chuyện nhiều vậy chứ lanh lợi. Những người nói chuyện nhiều, con nít nói chuyện nhiều là thông minh đó. Thông minh, lanh lợi, hoạt bát. Năm rồi học bốn tháng nói chuyện. Năm nay cô kêu định nó nói chuyện thì cho nó được. Ngày xưa con vô học con nói chuyện dữ lắm. Giờ làm nghề vô cấp phải rồi. Xưa con nói chuyện lắm bởi vì cái biết con là cũng tốt. Thì bởi vì mình chơi lớp là vậy đó. Nói chuyện nhiều hơn. Hay bị nhéo lỗ tai luôn. Tại sao nói gì nhiều hơn không, nhưng mà sau này anh lên 8 là anh thay đổi một cách là nhanh chóng luôn. Trong vòng một tháng giờ là anh lên làm phó tập luôn. Trời ơi. Khi mà anh cố gắng anh học là nói luôn biết sao. Về anh xem bài trước, anh học bài xong phải không? Anh đọc qua những cái bài trước xong rồi anh tìm những câu hỏi dưới. Tên con tên gì? Dạ. Dạ con là Hiện Tiên Vlog cô. Ủa sao cô nãy giờ nói chuyện với hai anh em con mà cô hỏi mà... hỏi hết chứ, hỏi ba người chứ. Hỏi hết ba người. Con gái này cô. Dạ. Con tên cô, con tên gì? Con tên là Di Minh Vlog. Bên đây con là Vlog hết. Cô có xem kênh của mấy anh em chưa? Nói chung là chắc kênh nào cũng có coi hết. Dạ. Kênh nào cũng có coi, kênh nào cũng bấm lên thấy Vũ Linh là coi, thấy Vũ Linh hay là cái gì? Có biến, có biến chứ cái câu gì đó. Thấy hình này hình kia là câu biến là ai lắm. Phải coi lắm. Tại vì con chọc chơi cô cho vui thôi chứ. Chứ cô coi kênh nào cũng được, miễn cô coi tụi con. Đúng rồi. Con nhớ bấm lại cho anh em con nha cô. Không? Bấm ký, bấm cái thôi cô, cô bấm hai cái là trở lại ban đầu luôn á. Vậy hả? Dạ. Rồi, bấm cái rồi. Hai cái là nhắn thêm cái nó hỏi đăng ký luôn. Trời ơi, bây giờ. Nhớ bấm like với chú kìa, kênh gì nè, chú nó kênh gì vậy cho bà mình hỏi coi. Bấm
nè, chú nói nè, chú nói cái gì? Nè. Của chú là Di Minh Vlog. Đó. Là 15 ớt Bình Dương. À. Còn đây là Thiện Tiên Vlog. Biết chưa? Rồi, biết luôn. Hết biết luôn. Hết biết rồi. Wow. Nghe nhiều. Nhiều quá. À, còn Di biết kênh của chú rồi được rồi. Thì mấy cô bây giờ cũng đi qua bên mộ của chú Thanh Sang rồi chú Giang Châu đó cả nhà. Gia đình ở An Giang hôm nay đến rất là sớm nha, đi từ ngày hôm qua lên hôm nay, tới hôm nay thì mới đến đây để thắp hương cho cậu vì quá xa. Trên này mình có người thân ở trên đây không cô? Có con cháu ở trên này à. Dạ nói thăm đi lên tới Bù Đốp để nó thăm dỗ rồi cái quyết tâm về ghé đây cũng đi quyết tâm rồi phải đi tới chỗ này vừa tới cái tối giờ tới tối. Vậy chừng nào mình về dưới cô? Dạ. Vậy là xe này là mình muốn muốn là ở đâu cô? Ở trên này hay là không toàn á, muốn có lịch sử gì đó. Dạ. Yeah. Còn mình đi từ ở dưới quê lên là đi xe. Dưới quê lên là đi xe giường nằm á. Dạ. Rồi cái đó, đi xe giường nằm đó. Dạ. Yeah. Sao biết không? Biết không? Đi đâu ấy giờ? Con giải đi đâu vậy? Là cái con này là con nghệ sĩ kiều không anh Dũng? Dạ đúng rồi. Mình đăng đi trong kia nha. Và cái video của Hiện Tiên kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày làm việc thật vui vẻ nha. Ngày mấy cô cũng đang trò chuyện nên là Tiên cũng không có ngắt cái lời của mấy cô để chào tạm biệt. Thì mình cũng sẽ chào tạm biệt sau, tại vì mấy cô cũng còn ở đây đó, là vì mấy cô đang nói chuyện với mấy anh nên là Tiên không có xen vào được cả nhà, bởi vì người lớn mình phải biết lễ phép chút chứ đúng không, nên cô chú đừng có nghĩ Tiên không có chào mọi người đó. Thật ra là mình biết nhưng mà nhiều khi người ta đang nói chuyện mình đâu có ngắt cái lời được đúng không cô chú anh chị. Thôi Tiên cúp hết clip nha. Tiên sẽ tiếp tục ra những cái video mới thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Tiên ra những cái video mới.